Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm 2020, tử vi của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 dự đoán sẽ gặp phải tình huống khó xử tại nơi làm việc, có nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp của bạn. Những người làm kinh doanh thì nên chú ý lạm phát chi phí. Nhân viên văn phòng cũng sẽ phải đối mặt với chi tiêu ngày càng tăng trong năm 2020. Tình yêu và mối quan hệ sẽ theo xu hướng lưỡng cực, chia tay hoặc là đi đến chung kết, làm đám cưới. Những căn bệnh như là cảm lạnh và sốt sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng những căn bệnh nghiêm trọng sẽ không xảy ra vào năm 2020. Những người làm công ăn lương thiếu kinh nghiệm làm việc, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Coi chừng những nhân vật đố kỵ xung quanh bạn, đừng bao giờ chỉ trích người khác. Những người vẫn đang học phải học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt. Bạn sẽ dễ dàng dính vào các công việc không đâu và những tin đồn. Có thể cầu nguyện với thần may mắn để giảm bớt xui xẻo này. Sinh năm 1995, có nạp âm ngũ hành là Sơn đầu hòa, phần lớn là người hòa thuận, lúc bé hay gặp nhiều chuyện vấp ngã, vợ chồng hòa hợp, trung niên có tiền của, hưng vượng thích hợp sinh em bé muộn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là thực thương. Năm nay dễ xảy ra những ý tưởng sáng tạo mới, có cơ hội phát triển thực hiện những ý tưởng sáng tạo của bản thân và tài năng của mình, giành được nhiều điều tán thưởng. Cấm kỵ không nên cậy tài khinh người, nếu không dễ bị người khác hiểu lầm và không muốn gần, nảy sinh ra khẩu thiệt thị phi, khiến cho con đường vận số tốt bị cản trở. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc, cẩn thận thị phi hoặc lãnh đạo áp chế. Trong năm Canh Tý 2020 này thì tuổi Ất Hợi cần phải nhìn nhận lại bản thân, tính cách, giao tiếp, các mối quan hệ cải thiện để bản thân cũng như là các vấn đề về bạn bè, công việc. Bạn dễ gặp phải tình huống bất ngờ, lúc này cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh không suy nghĩ thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang tiến hành triển khai. Những người sinh năm Ất Hợi còn trẻ tuổi có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Tổng quan vận hạn của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vào năm Canh Tý. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Ất Hợi sinh năm 95 nam mạng gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh đều được nên đi xa, gặp người trên thì có lợi, sau này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ. Nam giới thì đi lại hanh thông, công việc thuận lợi, tốt đẹp. Tuổi Ất Hợi 1995 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là hung tinh bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là tháng 2, 5, 8 âm lịch. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý trong năm nay, đặc biệt là vấn đề tài lộc của mình. Vận hạn năm 2020 của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Nam mạng, trong năm thì gặp hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương thì bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm nếu không chữa trị hoặc là chữa trị không kịp thời đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên, đây là một năm tuyệt vời đối với mọi người. Nếu không mắc phải bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc. Gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng, trong năm 2020 gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Ất hợp với canh hóa kim vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, tức là các tháng 1, 2, 4, 7, 8 và 12 âm lịch.
Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là canh, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi canh như là canh thân 1980, canh ngọ 1990, canh tuất 1970, canh tý 1960. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì sẽ chọn ngày hoặc là giờ Mùi, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Mùi sẽ chọn ngày giờ là Mão. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại may mắn tài lộc về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: tuổi Tân Mão sinh năm 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão sinh năm 1987, Quý Mão sinh năm 1963, Ất Mão sinh năm 1975, Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Ất Hợi sinh năm 1995 là Tý, bao gồm các tuổi ưu tiên theo thứ tự như sau: Mậu Tý sinh năm 2008, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Canh Tý 1960. Tuổi Âm Quý Nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Ất Hợi sinh năm 1995 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Thân 1980, Bính Thân, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Mậu Thân 1968. Do Tỵ Hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tý. Nếu tiến hành, cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì dần hợi thuộc bộ lục hợp, nên việc chọn lựa những mệnh chủ tuổi dần trong trường hợp này rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến vận động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ sinh năm 2001, Quý Tỵ sinh năm 1953, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Đinh Tỵ sinh năm 1977, Ất Tỵ sinh năm 1965. Vị trí cung tài lộc của cung quý nhân trong trạch đất: Mão tại phương vị đông 97,5 độ, Tý tại phương vị bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị tây nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng có nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới, cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tý, gia chủ 26 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay thì trong năm này, mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tý, gia chủ Ất Hợi sinh năm 95 là 26 tuổi nên sẽ không phạm phải hoang ốc. Còn xét về tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 95 cần phải tránh các năm tam tai, đó là Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 canh tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới, gia chủ Ất Hợi sinh năm 95 nam mệnh năm nay sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để có thể tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các thung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Với nam mạng thì sẽ thuộc cung khôn thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đó là Tây Tứ Trạch, là hướng Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí.
Ngoài ra thì cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông tứ trạch, đó là hướng Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục giác, Đông Nam là ngũ quỷ. Với nữ mạng Ất Hợi sinh năm 1995 thuộc cung Khảm, xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của Đông tứ trạch, đó là Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây tứ trạch, đó là Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục giác, Đông bắc ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm vào cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bổ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp phải nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng thì mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý cho từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau tại các vị trí này nên sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ, bàn thờ thần tài.
Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video trên kênh nhé. Và thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc chắc chắn phải có hòa hợp, nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh. Như cây ngọc ngân trong phong thủy cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống và công việc. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, cách hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 95 cần phải áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.